Tổng thống Barack Obama gửi lời chúc lễ vượt qua và lễ phục sinh tới dân chúng Hoa Kỳ trong buổi thuyết trình hàng tuần, tin từ Hoa Thịnh Đốn. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama trong ngày 30 tháng 3 năm 2013 đã dùng buổi thuyết trình hàng tuần để gửi lời chúc lễ vượt qua và lễ phục sinh tới dân chúng giáo dân Thiên Chúa Giáo. Qua lời chúc mừng lễ, Tổng thống Obama kêu gọi dân chúng dùng ít thời gian để nhắc nhở lại những gì đã xảy ra và ôm những người thân và bày tỏ sự cảm ơn vì những gì Thượng Đế đã ban cho. Trong ngày 1 tháng 4, đệ nhất gia đình Obama sẽ đón chào hơn 35.000 người khách tại vườn hướng Nam South Lawn của Tòa Bạch Ốc để dự buổi lăng trứng hàng năm lần thứ 135, mà còn được gọi là White House Easter Egg Roll.